Vậy sao anh Trung? À, hiện tại thì trời mưa mọi người ơi, bất chừng nhé. Anh em có mon đi ra tới ngoài động này rồi thì ông trời ông ào tới ông mưa. Ây da. Có đem theo đúng cái tấm bạt để lát ngồi á mọi người, giờ đem lên che luôn. Mà nó nhỏ giờ che thiếu trước hụt sau nhỏ tạt cái lưng mon ướt nhem rồi mọi người ơi. Trưa nay anh em có mon á là định là sẽ đem sườn á, nguyên một cái sườn heo luôn, mình đem ra đây mình nướng mà mọi người thưởng thức á. Cái đó nó cũng không có gì đặc biệt nhưng mà mình thưởng thức ở giữa đồng thì mới là đặc biệt đó mọi người ha. Ây da. Ăn bờ ăn bụi gì mà nó ngon. Ngoài trời thì ông vẫn mưa, mưa này ông lớn không biết tới bao giờ ông mới tạnh nữa. Không mưa hoài không tạnh anh em mình quyết định là làm luôn mọi người ơi. Mình làm trước cái công đoạn ướp nha. Ướp trước cho nó khác. Ông này là mông rừng nha. Trời ơi, vô cái miếng thịt bốc lửa liền. Chào, mình làm nước chấm đây, lát chấm thịt nha mọi người. Xong rồi. Bây giờ vợ mình sẽ bỏ tảng thịt lên. Tảng thịt này chỉ cỡ 2 kg. Rồi mình để cho nó khô từ từ. Tiếp một hộp. Đợi đó. Bao lâu mới ngon. Trời ơi. Ngoài kia ruộng người ta mới vừa reo mạ xong. Sắp cho ông đồng rồi đó. Sắp cho ông đồng rồi. Ủa có cấy không anh Trung? Không nè, ta xả mà. Hả? Xả. Xả là không cấy hả? Không, xả thưa. Hay vậy? À, xả thưa xong rồi là để vậy nó lớn luôn chứ không cấy. Vậy một chỗ rồi, sắp cho có ông đồng rồi đó. À vậy này lúa 3 tháng. Sắp của mình nó khô khô lại rồi nè. Có cho nhỏ phải không? Có, chú có vậy hả? Chú có bay nhảy luôn được không? Đẹp đẹp thôi hả? Ừ, cho nó thấm. Rồi, mình chét thêm sốt lên.
có dưa leo, cà chua, đậu bắp với lại một mớ đậu bún. Mọi người thông cảm nha. Hôm nay tại trời mưa, anh em mình cố gắng quay cái nội dung gửi cho mọi người xem nên hơi cực, nó hơi bề bộn, nó hơi lộn xộn tí xíu. Đây có trái dưa gan đó nè mọi người. Quá trời luôn á. Muốn ăn vài bữa vô đây cái hái à. Ta cho không thấy. Hả? Cho không? Hai trái hay trái ăn không phá người ta đâu chửi không. Mình hái mình đó. Ừ. Nè đây trái nè. Đâu? Trái gì? Dưa gan. Ờ thì đó em mới quay trái đó. Nè. Nứt trong lùm á. Mới có trái à. Tặng thịt của anh em mình chín rồi, giờ mình bày ra mời mọi người nha. Đồ em bự hết trơn. Cục em bự dữ à. Thịt của anh em mình cũng chín rồi mọi người ơi. Hôm nay anh em mình ăn thịt nướng dưới mưa nha mọi người. Cục gì nhỏ, anh sắc cục gì nhỏ xíu à. Rõ ra. Cái cục này bự quá à. Đó chứ nó. Ok. Mời mọi người ăn dùng thịt với mon nha, thịt nướng. Nãy anh em mình không có quay cái đồ ốp là tại vì đồ ốp nó mua ở trong siêu thị á mọi người. Mọi người vô mua thịt nướng. Ốp rồi nướng. Đồ ốp là nướng là có, nhưng không phải mon tự làm. Cảm ơn này đi. Rồi, ngồi ăn miếng nha. Chân dài cho. Chung nè. Ờ đó. Chân dài đi. Em này cho. Rồi mời mọi người ăn thịt nướng với anh em Mon nha. Mưa gió. Ăn dưới mưa đã là mọi người. Mời mọi người. Thơm lắm. Xin mời mọi người. Wow, tới Mon. Không khách sáo nha, mời mọi người. Ăn đói. Ngon thiệt sự luôn. Mọi người ăn đậu bắp nướng nha. Mời mọi người. Trời ơi ngon hả? Vừa ăn luôn á. Mọi người mà mua cái gói đó là khỏi ăn thêm gia vị luôn. Mời mọi người nha. Thịt tím chao. Trời mưa ăn đồ nướng là đúng ngon hả? Cà bắp nè, mọi người nha. Cái sụn nó cũng mềm. Thiếu gì á?
Thiếu thiếu cốc dầu để hành ly bìa. Cho nước ngọt à? Dài. Dài không? Dài không? Dài không? Rồi nướng ngon à ha. Ở chấm ăn cũng ngon nữa. Rồi bữa nay anh em mình đổ đi ăn bắt được đâu. Nhưng mà bắt thì cũng bắt nhiều rồi. Bắt cua, bắt cá, bắt đủ mọi thứ rồi. À nướng là ngon. Rồi gặp nước mưa nữa. Thường trời mưa á là cái ngày là cái buổi mà trời mưa á là cái buổi mà thời tiết mà mình thường hay thèm nhiều thứ nhất đó mọi người. Mọi người thường hay mở điện thoại lên coi YouTube những món ăn như thế này nè. Cà chua. Đậu dầm. Đậu leo. Đậu bún. Đậu bún của lộn lộn. Đậu leo. Đậu bún ngon quá trời luôn. Cặp nãy giờ chưa hết. Hết cục ạ. Còn cục ăn nhỏ xíu à. Thêm, thêm đi. Cho bắp nước cũng ngon ha. Mà nó ngừng nha. Làng khói còn bay bay phía sau luôn. Còn mới dọp ra chứ con rắn để sẵn rồi. Clip mưa này nướng đỡ rồi chứ không làm đủ rồi. Mưa quá mọi người. Anh em mình có đem theo dọp với rắn nữa mà nướng không kịp. Thôi để clip sau. Ăn xong clip này chắc ngày mai Mon dẫn mọi người ra biển nữa nha. Tại rừng với lại ruộng đồng mình đi nhiều rồi. Hôm nay mình dẫn mọi người ra biển clip nha. Cho đỡ mới lợi dụng xíu. Đó, hết cục này nó thôi nha, còn nhiêu à. Tại cưng đi. Của em còn. Mà mọi người ăn cục tiếp theo nha. Chấm chao nè. Có gói gia vị là ớp tiện quá ha. Mình mua về mình bỏ cho mình ớp cái xong. Thôi bữa giờ mà tinh tế à. Mà ngon. Dạ gì cũng làm cả. Vừa ăn bộ. Nãy nó ghi là phần gói gia vị ớp theo kiểu Hàn Quốc. Với lại nãy mình ớp bị rau á, thấm á. Đây là bún rồi.
Có hủ dầu mà ngon không? Dạ. Ngựa dưa leo nha. À, hai lứa đi. Chà bắp à. Ngay mỗi dân luôn á. À, tháng 10 có chiều chiều lắm mưa. Hôm nay mình quay cũng clip cũng khó. Nhưng mà cái gì? Sóc phải chắc là bắp bây giờ. Hầm thử miếng cà. Còn nữa nè. Để lên chụp. Thôi, yếu rồi. À. Yếu. Lát về ăn cơm ra ha, ăn cơm nở ra không? Mày làm thì đâu mà ăn nữa. Làm một buổi trời. Nãy giờ mình ăn được 10 phút chưa ta? Nhâm nhâm quá giờ. À, không tới đâu. Đó bụng con lẹ. Dán cho hết luôn đi. Xong nướng đã đòi bỏ uổng lắm á. 2 kg á. Dán cho hết đi. Cân ngọt không có đá. Cấp dài. Hồi đậm không có nước uống mọi người ơi. Đây cũng không có cây dừa nào hết trơn. Đây điểm lạ, đâu phải điểm. Đây là điểm mới. Mới. Giờ thời gian con đường này khó khăn à? Còn đường đất cho mọi người không có đá. Để tôi quay cảnh đi ra. Mà trời mưa xuống nhà đất nó nhít hết mệt luôn. Đường nhỏ xíu ở đường đê mọi người, lát chạy chắc bạn vụ. Đó, nó hẳn đó, nó như gặp dành rồi. Mọi người miễn thịt nữa nha. Cuồng đào. Nữa đây, yếu quá. Món ăn nhìn nhất à. Ừ. Đói mà. Mình thủ sẵn bụng sáng giờ không ăn gì. Hết tính chào. Còn có miếng thịt nhỏ xíu à. Cũng đồng nghĩa với việc là đến lúc anh em mình out clip rồi mọi người ơi. Thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip nha. Ai yêu thích anh em của mình thì để lại cho anh em của mình một like để ủng hộ nha mọi người. Ủng hộ tinh thần thôi nha. Clip săn bắt thì anh em mình dạo gần đây thì mưa cho nên ít có đi làm được. Xong clip này thì ngày mai anh em mình, mà không, chắc có mình Mon thôi, ngày mai Mon sẽ đi ra ngoài biển để tìm xem có cái gì lạ để quay cho mọi người xem nha. Nên mọi người nhớ ủng hộ Mon tiếp những clip tiếp theo nha. Giờ thì bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo. Bye bye.